9 thuyền viên nước ngoài bị trôi dạt trên vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vừa được cứu vớt và sáng nay tại bến tàu của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 phường 11 thành phố Vũng Tàu, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 9 thuyền viên người nước ngoài này, trong đó có 5 người Myanmar và 4 người Indonesia. Trước đó sáng qua, sau khi nhận được thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hai tàu cá đã cứu vớt được 9 thuyền viên nước ngoài trôi dạt trên biển tại khu vực cách mũi Vũng Tàu 120 hải lý về phía đông đông nam và cách côn đảo khoảng 140 hải lý về phía đông bắc. Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã nhanh chóng cử tàu tiếp nhận các thuyền viên. Qua xác minh ban đầu, toàn bộ 9 thuyền viên này là thủy thủ của tàu Jafra đã rời Myanmar hôm 16 tháng 11, nhưng sau đó hôm 18 tháng 11 thì bị cướp biển tấn công. Các thuyền viên bị bọn cướp đẩy xuống phao cứu hộ rồi trôi dạt đến vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay sau khi tiếp nhận thuyền viên bị nạn, các nhân viên Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên. Đến nay sức khỏe các thuyền viên tương đối ổn định. Cùng với việc tiếp nhận thuyền viên, Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 cũng đã phối hợp với Trung tâm An ninh Hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân, các cơ quan có liên quan để tìm kiếm tàu Jafra, con tàu bị cướp biển tấn công. Đến sáng nay, thì cảnh sát vùng biển 3 đã tìm thấy tàu Jafra và đang tạm giữ con tàu này ở ngoài khơi Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra làm rõ vụ việc. 9 thuyền viên bị nạn sau khi trở về bờ an toàn thì hiện cũng đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa về Hải đoàn 2 để nghỉ ngơi.